Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ba mẹ con bị sát hại, dã man. Rạng sáng, em Trần Thanh Phú đến tiệm tạp hóa của chị Phạm Thị Thúy Phượng, kêu cửa để mua bánh ăn nhưng không ai trả lời. Bình thường cửa hàng của chị Phượng luôn mở cửa sớm nhất ấp để buôn bán. Vài người hàng xóm thấy lạ, thấy cánh cửa chỉ khép hờ, Phú tò mò rủ đám trẻ trong xóm chui vào bên trong xem thử, rồi bất ngờ hốt hoảng chạy thục mạng trở ra, miệng la hét kinh hoàng. Nghe vậy, bà Nguyễn Thị Ba là mẹ chồng chị Phượng ở gần đó qua xem thì phát hiện chị Phượng đã bị sát hại trong tư thế nằm ngửa ngay trên tấm nệm ở khu nhà sau. Hai cháu Trần Thị Mỹ Linh và Trần Quốc Cường là con chị Phượng cũng đã bị thảm sát ngay tại căn buồng ngủ kế bên. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi vào bên trong nhà, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Cả ba nạn nhân đều bị sát hại thê thảm. Đại tá Trịnh Văn Bản, trưởng phòng BC54 cho biết, đứng trước một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, công tác khám nghiệm hiện trường là vô cùng quan trọng. Những dấu vết để lại sẽ là manh mối để tìm ra hung thủ của vụ án. Vì vậy, chúng tôi rất cẩn trọng, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể bỏ lọt dấu vết của tội phạm. Tại hiện trường, quan sát từ bên ngoài, trên nóc nhà và đằng sau nhà, công an không thấy dấu hiệu gì bất thường. Khi đẩy cánh cửa chính thì thấy cửa mở, mặc dù có chốt bên trong nhưng không được cài. Hai cửa bên hông nhà đều đóng. Đặc biệt, dưới nền nhà vẫn còn một vết lằn mới của xe máy được dắt đi từ phía cửa ngách ra đến cửa chính. Đứng trước hiện trường của vụ án, do không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài vào, các cảnh sát hình sự xác định hai hướng điều tra. Khả năng thứ nhất, nhân lúc gia đình sơ suất, hung thủ đột nhập vào nhà nấp nơi nào đó. Đến khi thuận tiện thì ra tay lấy mạng cả nhà để cướp tài sản. Khả năng thứ hai, hung thủ là người quen biết nên đã ở trong nhà rồi, sau đó tước đoạt mạng sống của mọi người. Người nhà nạn nhân cho biết, trước khi gặp nạn, chị Phượng đeo chiếc nhẫn một chỉ vàng 24K và nhiều tiền để trong giỏ sách mua bán. Sau khi vụ án xảy ra, những thứ tài sản trên không còn. Để loại trừ dần, các chiến sĩ kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường nhưng không tìm thấy dấu vết ẩn náu của hung thủ. Vì vậy, khả năng thứ nhất nhanh chóng bị loại trừ và cảnh sát tập trung vào khả năng thứ hai. Nhưng hung thủ là ai? Tại sao phải ra tay tàn độc đến vậy? Thì vẫn là một câu hỏi lớn đối với lực lượng tham gia phá án. Nhổ cỏ tận gốc nhằm bịt đầu mối. Tìm hiểu các mối quan hệ tình cảm của gia đình nạn nhân, điều tra viên Cao Văn Anh phát hiện nạn nhân Phạm Thị Thúy Phượng có chồng đã mất cách đây vài năm do bạo bệnh, đang sống với 4 người con, trong đó 2 con trai lớn đi làm thuê ở xa. Nhà chỉ còn lại chị Phượng cùng 2 con nhỏ là Linh và Cường. Ba mẹ con sống nhờ vào tiệm tạp hóa, kinh tế khá giả nên trông chị vẫn còn khá trẻ và mặn mà. Vì vậy, có nhiều người đàn ông thường hay lui tới tán tỉnh. Tuy nhiên, điều khá lạ là những người đàn ông này không có ai ở lại, mà chỉ ở lại chơi rồi tối lại về. Khi vụ án còn đang bế tắc, qua công tác khám nghiệm hiện trường, cảnh sát hình sự phát hiện ra một số tình tiết vô cùng quan trọng. Chia sẻ về điều này, Đại tá Bản cho biết, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, chúng tôi phát hiện thấy chỗ nằm của chị Phượng có đến 2 chiếc gối dùng để gối đầu. Thứ hai, lưng quần của chị Phượng bị xoắn lại. Thứ ba, dấu hằn mới của xe gắn máy trên nền nhà. Đại tá Bản nói tiếp, những điều này chứng tỏ có người đã đến và ngủ chung với chị Phượng. Nếu là người quen, chắc chắn phải là phụ nữ. Nhưng phụ nữ thì không thể gây ra vụ án mạng kinh hoàng đến vậy. Vì vậy, khả năng thứ hai, người ngủ chung với chị Phượng là đàn ông, có thể chính là nhân tình của chị Phượng. Sau khi lấy mạng chị Phượng vì tình ái, sợ bị phát hiện nên đã ra tay hạ sát cả 2 đứa con của chị Phượng để bịt đầu mối. Hướng điều tra này càng được củng cố hơn khi khám nghiệm bằng các phương pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định chị Phượng có dấu hiệu mối quan hệ trước khi bị hại. Từ đây, cảnh sát hình sự tập trung rà soát các mối quan hệ tình cảm của chị Phượng.
Tuy nhiên lại vấp phải một điều khó khăn, đó là chị Phượng có quan hệ tình cảm với nhiều người và rất phức tạp. Không một ai biết chính xác chị Phượng quan hệ với bao nhiêu người và những ai. Điều này cũng là một cản trở trong việc nhanh chóng tìm ra hung thủ của vụ thảm án. Tập trung tìm hiểu và khai thác sâu các mối quan hệ tình cảm của gia đình nạn nhân, điều tra viên phát hiện Phượng có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với Phạm Đức Nguyên. Thỉnh thoảng Nguyên đến nhà Phượng ở vài ngày rồi về. Có lần Nguyên bị Quốc Anh, con trai thứ của Phượng, gian mặt, hòng cấm việc qua lại với mẹ. Mặc dù đang quan hệ với Nguyên, nhưng Phượng vẫn còn qua lại với nhiều người đàn ông khác. Vạch mặt tên hung thủ. Sau khi thẩm tra các nghi can, cảnh sát hình sự thấy nổi lên đối tượng Phạm Đức Nguyên, sinh năm 1956, ngụ ấp Thạnh Thọ, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre, có những dấu hiệu bất minh trong thời gian xảy ra vụ án. Ngay sau đó, Nguyên được triệu tập lên cơ quan cảnh sát điều tra làm việc. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyên một mực không thừa nhận tội ác của mình. Nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, trên tay cầm xe máy của y có dấu huyết trùng với của nạn nhân. Chất dịch thu được trong người nạn nhân có mẫu ADN trùng khớp với dịch của y nên Nguyên buộc phải thừa nhận mọi tội lỗi của mình. Nguyên khai nhận mặc dù đã có vợ và 4 người con nhưng y vẫn xao xuyến bởi sắc đẹp mặn mà của chị Phượng. Nguyên thường xuyên qua lại tiệm tạp hóa của chị Phượng và được chị chấp nhận. Sau một thời gian giả nhân ngãi, non vợ chồng, Nguyên phát hiện chị Phượng cũng còn nhiều người khác nên tỏ ra ghen tức. Tối hôm xảy ra vụ án, Nguyên đến nhà chị Phượng và ngủ lại ở đó. Sau khi quan hệ xong, chị Phượng đòi chia tay và hai người cự cãi, tức tối vì cho rằng bị chị Phượng phụ tình. Nguyên xuống nhà dưới lấy hung khí ra tay. Nghe thấy tiếng ồn, cháu Linh chạy ra thấy. Biết bị cháu Linh phát hiện, Nguyên đuổi theo sát hại. Chưa hết, gã còn điên cuồng vung nhiều nhát vào cháu Cường đang ở trên giường. Sau khi gây án, Nguyên xuống nhà rửa tay và bỏ luôn hung khí vào lu nước. Tiếp đó gã bình tĩnh lột chiếc nhẫn trên tay của chị Phượng và lấy túi đựng tiền bán hàng rồi dắt xe máy ra ngoài tẩu thoát. Đại tá Trịnh Văn Bản cho biết, từ khi bắt đầu tiếp cận hiện trường của vụ án là 9 giờ, đến khi khám nghiệm xong là 19 giờ. Thời gian khám nghiệm dài như vậy là do đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên chúng tôi không thể để xảy ra một sơ suất nào. Như vậy, chỉ sau hơn 12 giờ gây án, chúng tôi đã bắt được hung thủ của vụ thảm án gây chấn động dư luận này. Ngày 6 tháng 11 năm 2007, Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đã mở phiên xét xử lưu động hình sự sơ thẩm tại thị trấn Bình Đại và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Phạm Đức Nguyên, sinh năm 1956, ngụ ấp Thạnh Thọ, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Chi, Bến Tre về tội sát hại người và cướp tài sản. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.